Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay mưa lớn vẫn xảy ra ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm như là Đề Hy của Bình Định 197,8mm, sông Hinh Bốn Phú Yên 114,3mm, Ea Mơ Đoa của Đắk Lắk 111,6mm, Hồ Long Mỹ Bình Định 102,8mm. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bình Định đến Ninh Thuận vẫn còn mưa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 10 cho tới 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lượng mưa là từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cũng có mưa dông rải rác vào chiều nay, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn mưa có thể kèm theo dông sét, gió giật mạnh. Riêng vùng núi Tây Nguyên đề phòng sạt lở đất ở các sườn dốc. Trở ra miền Bắc, hôm nay Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội bước vào tiết lập đông với thời tiết hanh khô, sáng sớm và đêm lạnh, trưa chiều nắng ấm kéo nhiệt độ tăng dần. Cao nhất ở Hà Nội và các thành phố sẽ phổ biến trong khoảng là từ 28 cho tới 30-31 độ. Đến tối và đêm trời lạnh với nhiệt độ hạ về 22 độ. Thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có thời điểm mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Do có mưa nên biên độ nhiệt ngày đêm tại Đà Nẵng chỉ từ 24 đến 28 độ. Dự báo từ ngày mai mưa sẽ giảm dần. Lúc này, thành phố Hồ Chí Minh đang phổ biến là nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ngày ở thành phố là từ 32 đến 33 độ. Dự báo khoảng sau 15 giờ là sẽ có mưa dông. Mưa to tập trung về chiều tối nên người dân cần đề phòng ngập úng các tuyến đường trũng thấp. Ngoài ra trong mưa dông có thể đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại!